Xin chào tất cả mọi người, mình là Việt Hà Bắc Sơn, chuyên gia tư vấn về vấn đề sức khỏe cho tất cả mọi người. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ tới tất cả bà con cô bác cách để xoa bóp, bấm huyệt trị đau khớp gối. Đau khớp gối là một bệnh thường xuyên và phổ biến tại độ tuổi tầm trung niên cho đến cao niên, thường là do đau do chấn thương hoặc là do viêm khớp, hoặc cũng có thể là do thoái hóa hoặc là do bệnh gút gây ra. Và khớp gối của chúng ta theo cấu tạo cơ thể, đầu gối nằm ở vị trí trung tâm, cấu tạo liên kết của xương đùi, xương bánh chè và xương cảnh chân, nó giúp nâng đỡ cả cơ thể. Chính vì vậy khi mà khớp gối bị đau, bị viêm hoặc bị sưng hoặc bị mỏi thì chúng ta sẽ rất là khó khăn trong việc di chuyển hoặc là đi lại, đi đứng, và đặc biệt đó là nó làm giảm cái chất lượng cuộc sống, giảm cái chất lượng về công việc của tất cả mọi người. Chính vì vậy nên việc điều trị và phục hồi cái hư tổn và giúp cho giảm những cái cơn đau ở khớp gối là một việc rất là cần thiết. Và chính vì lý do vậy, trong ngày hôm nay Việt Hà Bắc Sơn làm video này để chia sẻ cách xoa bóp và bấm huyệt theo đông y học cổ truyền để giúp cho tất cả mọi người có được một cái sức khỏe tuyệt vời. Và không thể thiếu trong cái bài điều trị xoa bóp ngày hôm nay đó chính là một lọ tinh dầu ngải cứu. Lọ tinh dầu ngải cứu có tác dụng đó là trị đau, trị viêm, trị sưng, và đặc biệt đó là nó giúp giảm đau cực kỳ nhanh, giúp phục hồi những cái khớp đang bị viêm hoặc là đang bị sưng hoặc đang bị đau rất là nhanh. Với cái chiết xuất hoàn toàn từ các loại tinh dầu thảo mộc thiên nhiên như tinh dầu ngải cứu, tinh dầu ngải cứu này, rồi tinh dầu bạc hà, rồi tinh dầu gừng, tinh dầu quế, tinh dầu long lão, tinh dầu nghệ, và đặc biệt là một loại tinh dầu rất đặc biệt đó là tinh dầu lộc đề xanh, thì sản phẩm tinh dầu ngải cứu rất là an toàn, hiệu quả cao và sử dụng được cho trẻ em từ 3 tuổi cho đến cụ già 100 tuổi. Nam nữ đều dùng được. Bầu bí thì sử dụng được trên khu vực vai gáy và vùng gối, không sử dụng được ở vùng bụng và vùng lưng. Mẹ sinh xong thì tầm 3 tháng là có thể sử dụng được sản phẩm tinh dầu ngải cứu để trị liệu. Và cái tinh dầu ngải cứu này được sản xuất từ công ty tinh dầu lớn nhất Việt Nam, đầy đủ chứng chỉ GMP và theo công nghệ ép lạnh. Chính vì vậy tinh dầu này có được đến 90% hàm lượng tinh dầu nguyên chất, rất là tốt và rất là đậm đặc. Và bây giờ để sử dụng thì chúng ta chỉ cần là mở lọ tinh dầu ngải cứu và có một cái bi lăn ở trong lọ tinh dầu. Cái bi lăn này sẽ giúp chúng ta lấy tinh dầu sạch nhất này, và thứ hai đó là đúng liều lượng, không bị quá liều, không bị đổ quá nhiều ra ngoài. Và vùng nào chúng ta bị đau thì chúng ta sẽ sử dụng bi lăn, lăn ở vùng đó, ví dụ như là đau ở khớp gối, đau ở chân hoặc đau ở vùng đùi đấy, thì chúng ta sẽ bôi tinh dầu lên các điểm mà chúng ta cảm thấy bị đau, bơm một lượng vừa đủ. Sau đó chúng ta sẽ làm bước tiếp theo, đó chính là bước 1, đó là xoa cái vùng bị đau, và chúng ta tiến hành xoa nhẹ nhàng liên tục trong tầm độ 10 đến 15 lần. Đấy, chúng ta sẽ tiến hành xoa nhẹ nhàng, để thứ nhất xoa nhẹ nhàng và liên tục, xoa nhanh để làm tăng nhiệt độ cơ thể và giúp cho lỗ chân lông mở. Khi lỗ chân lông mở thì sẽ giúp cho cái tinh dầu nó thẩm thấu vào vùng da và vùng khớp của chúng ta nhanh hơn. Đấy, chúng ta sẽ xoa hai bên chân. Chúng ta sẽ xoa đều hai bên chân những cái vùng mà chúng ta bị đau và xoa liên tục 10 đến 15 lần. Sau khi xoa 10 đến 15 lần xong thì chúng ta thực hiện động tác số 2, đó là động tác day. Chúng ta sẽ dùng phần đầu ngón tay và chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ day tròn hoặc là day dọc, day ngang ở những cái vùng đau đấy, để giúp cho mềm cơ và tinh dầu thẩm thấu sâu và giúp cho cơn đau của chúng ta nhanh được giảm. Chúng ta sẽ day hết ở những cái phần mà chúng ta gặp những cái cơn đau đấy. Tinh dầu ngải cứu thì là một dạng tinh dầu ấm nóng, nó không nóng bỏng, chính vì vậy nó rất là an toàn và sử dụng cho da thì không bị nóng rát mọi người nhá. Tiếp theo, khi chúng ta day xong thì chúng ta thực hiện động tác số 3 là động tác miết. Chúng ta sẽ miết dọc hoặc là miết ngang cái vùng của chúng ta đang gặp vấn đề, đó là bị đau hoặc viêm khớp đấy.
chúng ta sẽ miết dọc, miết ngang vùng này. Khi chúng ta miết như vậy thì cái sự lưu thông máu đến các cái khớp mà đang bị khô hoặc đang bị viêm nó rất là tốt. Đấy. Và nó sẽ giảm đau rất là nhanh mọi người nhá. Mọi người miết như thế này trong tầm độ 1 đến 2 phút đồng hồ. Tiếp theo, khi mọi người miết xong 1 đến 2 phút đồng hồ thì mọi người thực hiện động tác số 3 là động tác bóp. Chúng ta sẽ dùng lực ở tay và chúng ta bóp chậm nhưng bóp mạnh, một tác động một lực khá mạnh vào cái vùng mà chúng ta đang bị đau. Có thể là vùng đùi hoặc vùng gối hoặc là vùng gióng chân hoặc là bọng chân. Đấy, chúng ta sẽ bóp như vậy. Sau khi chúng ta thực hiện động tác bóp trong vòng 1 đến 2 phút xong thì chúng ta thực hiện tiếp đến động tác đấm. Chúng ta sẽ đấm nhẹ nhàng vùng chúng ta bị đau. Đấy, chúng ta sẽ đấm nhẹ nhàng cũng trong vòng 1-2 phút. Sau khi chúng ta đấm nhẹ nhàng rồi, chúng ta làm đến động tác xoa bóp cuối cùng, đó chính là động tác vỗ. Chúng ta sẽ vỗ những cái vùng bị đau. Đấy. Động tác này sẽ giúp tinh dầu thẩm thấu thật sâu và giảm cơn đau cực kỳ nhanh. Sau khi chúng ta thực hiện xong những động tác xoa bóp thì chúng ta tiếp tục thực hiện đến động tác đó là bấm huyệt. Và để bấm huyệt thì chúng ta có 6 huyệt đạo cần lưu ý. Và đây là 6 huyệt đạo chính giúp cho giảm đau ở và giúp trị viêm ở vùng gối rất là tốt. Thứ nhất đó là huyệt huyết hải. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách xác định huyệt huyết hải. Để xác định huyệt huyết hải thì người làm động tác massage sẽ ngồi đối diện với bệnh nhân. Bàn tay phải của người thầy thuốc đặt lên đầu gối, đặt lên phần xương bánh chè bên trái của bệnh nhân. Đây, mình sẽ làm động tác đó. Đây, bàn tay phải của thầy thuốc đặt lên cái phần xương bánh chè, sau đó là chụm 4 đầu ngón tay lại với nhau. Thì cái phần đầu của ngón cái chính là cái huyệt huyết hải này. Đây, và chúng ta chỉ cần đánh dấu lại thôi. Đấy, mình đã đánh dấu sẵn rồi. Đây. Và bây giờ các bạn chỉ cần cho một giọt tinh dầu ngải cứu vào huyệt huyết hải. Đấy. Và ở chân bên cạnh thì nó sẽ đối diện với lại chân bên trái. Chính vì vậy chúng ta chỉ cần gióng sang là xong. Và sau khi mà chúng ta bôi tinh dầu rồi thì chúng ta sẽ bấm vào huyệt đó và xoay tròn từ 2 đến 3 phút đồng hồ ở huyệt huyết hải này. Đấy, chúng ta sẽ bấm vào dây tròn từ 2 đến 3 phút đồng hồ mọi người nhé. Sau khi bấm vào dây tròn ở huyệt huyết hải từ 2 đến 3 phút đồng hồ, chúng ta chuyển đến huyệt tiếp theo. Huyệt tiếp theo đó là huyệt độc tỵ. Huyệt độc tỵ nằm ở chỗ lõm bề mặt xương bánh chè. Đây, đây là ở phần bề ngoài và chỗ lõm của xương bánh chè. Các bạn nhìn đây là cái xương bánh chè này. Và đây là cái phần chỗ lõm của xương bánh chè. Đấy, và chúng ta đánh dấu vào. Bên này cũng tương tự, chúng ta sẽ, đây là xương bánh chè, chúng ta thấy chỗ nào lõm thì đó chính là cái huyệt thứ hai, đó là huyệt độc tỵ mọi người nhá. Đây là huyệt độc tỵ. Và chúng ta cũng lại cho một giọt tinh dầu lên huyệt độc tỵ. Đó. Sau đó chúng ta cũng sẽ lại lấy cái ngón tay cái của chúng ta và chúng ta giữ vào. Và chúng ta sẽ xoay tròn trong vòng 1 đến 3 phút đồng hồ. Đấy. Các bạn xác định điểm huyệt như của Hà đã hướng dẫn các bạn thì xác định rất là dễ dàng. Rồi, khi chúng ta xoay từ 1 đến 3 phút ở huyệt độc tỵ rồi thì chúng ta tiếp tục, chúng ta xoay đến huyệt tiếp theo, đó là huyệt âm lăng tuyền. Cái huyệt âm lăng tuyền này nằm ở phía lõm bên dưới khớp gối, vuốt dọc lên bề mặt trong của xương. Đấy, mắc ở đâu thì đó chính là huyệt. Đây là phía dưới của khớp gối này và mặt trong của xương. Đây, vuốt dọc lên, chúng ta sẽ vuốt dọc lên, chỗ nào lõm thì chỗ đấy là huyệt.
sau khi mà xác định được huyệt âm lăng tuyền rồi thì chúng ta sẽ cho một giọt tinh dầu ngải cứu vào đúng cái huyệt âm lăng tuyền này. Sau đó chúng ta cũng sẽ dùng ngón tay cái và dí vào huyệt đó, sau đó xoay tròn từ nhẹ cho đến mạnh. Trong vòng 1 đến 3 phút đồng hồ để cho tinh dầu ngải cứu thẩm thấu thật sâu. Và huyệt đạo này sẽ giúp giảm đau vùng khớp gối cực kỳ nhanh. Tác dụng của vấn đề bấm huyệt đó là sẽ giúp cho lưu thông máu và giúp cho giảm đau rất là tốt. Sau khi chúng ta bấm xong huyệt âm lăng tuyền thì chúng ta đến huyệt tiếp theo, đó là huyệt túc tam lý. Huyệt túc tam lý, chúng ta áp lòng bàn tay vào giữa đầu gối. Ngón giữa chúng ta sẽ chạm vào xương ống chân. Sau đó chúng ta đo ra phía bên ngoài là một thốn. Mọi người nhé. Và một thốn như Hà đã hướng dẫn, đó là một thốn sẽ bằng một cái đốt của ngón tay giữa. Thì chúng ta đây, một đốt của ngón tay giữa đây, và Hà sẽ đo ra. Đấy, đo ra thì nó thuộc điểm này. Và chúng ta sẽ lấy bút, chúng ta đánh dấu vào điểm này. Khi các bạn mới thì các bạn nên đánh dấu, còn khi các bạn đã quen rồi thì các bạn không cần đánh dấu. Đây, bên này cũng vậy. Đấy, sau đó chúng ta cũng đo ra một thốn, sau đó chúng ta đánh dấu vào điểm bên này. Đấy, đây là huyệt túc tam lý. Và huyệt túc tam lý chúng ta sẽ dùng tinh dầu ngải cứu bôi vào huyệt đó, chấm vào huyệt đó, sau đó lấy hai ngón tay cái của hai bên, rồi chúng ta sẽ bấm dây tròn huyệt đạo trong vòng 1 đến 3 phút đồng hồ. Bấm vào dây tròn huyệt đạo trong vòng 1 đến 3 phút đồng hồ. Đấy. Sau khi bấm huyệt túc tam lý xong thì chúng ta tiếp tục đến huyệt số 5. Huyệt số 5 ở đây là huyệt ứng trung. Huyệt ứng trung là huyệt chủ ở vùng thắt lưng và nó nằm ở phần giữa của kheo chân. Như Hà đã chia sẻ, đó là khi các bạn gặp cái vùng kheo chân này. Đấy. Và cái vùng kheo chân này, cái vùng nào là lớp ở chính giữa kheo chân thì đó chính là huyệt ứng trung. Và huyệt ứng trung nó sẽ nằm ở phần chính giữa của lớp gấp kheo chân. Và chúng ta cũng sẽ lấy ngón tay, trỏ và chúng ta sẽ bấm và giữ ở huyệt ứng trung trong vòng 1 đến 3 phút. Đấy, hai bên đều làm tương tự như vậy, huyệt ứng trung nhé. Ở video về đau lưng và dây thần kinh tọa thì mình đã hướng dẫn các bạn cách xác định huyệt ứng trung. Đứng lên quay rồi. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xác định huyệt ứng trung. Huyệt ứng trung là huyệt đây. Các bạn nhìn cái vết hằn này, vết hằn kheo chân này, thì ở chính giữa vết hằn kheo chân chính là huyệt ứng trung. Đây nữa. Đấy. Thì các bạn xác định được huyệt ứng trung rồi thì các bạn chỉ cần là cho tinh dầu, sau đó là massage, bấm huyệt, bấm và dây tròn từ 1 đến 3 phút ở huyệt ứng trung này là được. Đấy. Sau khi dây và bấm huyệt ứng trung rồi thì chúng ta bấm tới huyệt tiếp theo, đó là huyệt thừa sơn. Và huyệt thừa sơn này cũng nằm ở phía sau, nó nằm ở chính giữa phần bắp chân của chúng ta. Chúng ta kéo từ dưới chân lên đến phần chính giữa bắp chân, phần nào lõm xuống thì đó chính là huyệt thừa sơn. Và bên này lấy song song tương tự như vậy. Đấy, thì chúng ta sẽ được huyệt thừa sơn. Và huyệt thừa sơn chúng ta cũng dùng một giọt tinh dầu ngải cứu. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ lấy ngón tay cái day nhẹ nhàng cho đến mạnh, day tròn trong vòng 3 phút đồng hồ.
Đấy, 1 đến 3 phút đồng hồ. Rồi, đó. Và bây giờ Việt Hà Bắc Sơn vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn cách để xoa bóp và bấm huyệt trị đau xương khớp đầu gối. Và bạn nào mà đang gặp vấn đề về đau khớp đầu gối, đau vai gáy, đau tê bì chân tay hoặc là đau lưng, đau dây thần kinh tọa thì hãy liên hệ ngay với Việt Hà Bắc Sơn theo số điện thoại 0963 146 392. Mình ship hàng trên toàn quốc. Một lọ tinh dầu giải cứu 50ml chỉ có giá là 230.000 đồng và miễn phí ship trên toàn quốc các bạn nhé. Và mình tuyển sỉ đối tác trên toàn quốc kinh doanh sản phẩm tinh dầu xương khớp. Xin chào tất cả mọi người.